Hello, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay lên cái clip mới giới thiệu với anh em một cái sản phẩm không có thể thiếu được trong những cái đầu độc băng thang anh em ha. Này thì một số thời gian em cũng có sử dụng cái này và cũng có giao lưu với anh em những cái này. Cái này nó gọi là cái Phonobox, chuyển đổi từ đĩa thang qua âm ly. Những cái âm ly nào mà không có đường MC, MM, không có đường chơi đĩa thang anh em ha, thì mình sẽ dùng cái này kết nối từ độ đĩa thang qua em nó sẽ giải mã, có nghĩa là nó sẽ giải mã, không gọi là giải mã, nó sẽ nâng âm thanh để qua phần mâm thang, tích hợp cho mâm thang, cho phần phono được. Nó sẽ chuyển qua sử dụng trên những cái cổng CD hoặc là những cổng AUX chứ không có sử dụng phono nữa. Thì bộ cái gọi là nó là một cái bộ chuyển đổi phono tích hợp trên đây ha, dùng cho những âm ly không có ngõ vào phono, và em nói là dùng cho kim em nha anh em ha. Đây thì anh em có thể thấy em có 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ. 2 bộ này thì không còn thùng, 2 bộ trong kia thì nó sẽ có thùng catalog đầy đủ, cái 2 bộ kia là gần như chưa sử dụng ha. Đây là Victor DC S100 anh em ha. Trên thị trường bây giờ thì những cái phono này thì bán mới cũng có rất là nhiều, thì cũng dăm 3 triệu một cái, nhưng mà thật chất thì dăm 3 triệu một cái đó thì cũng made in China thôi, hàng của China sản xuất thôi. Anh em được thì anh em sử dụng cái này thì nó ok hơn, tại vì này là sao nó cũng là của da băng nha, mát in da băng, lên tiếng thì anh em yên tâm rồi, những cái mạch miết làm rất là chỉnh chu ha. Nguồn 100V anh em ha. Đây là hai cục Victor AC S100. Bên đây sẽ là một cái cục Yamaha, nó cũng tương đồng như này nhưng mà nó lại là Yamaha. Đây em sẽ khui cho anh em coi ha, bộ này là mới chưa sử dụng luôn. Đây, còn shop shop hướng dẫn đầy đủ, HA5 của Yamaha ha. Vui ra anh em chơi mà chơi đĩa thang mà không có âm ly, không có đường phono thì em này là giải pháp rất là tuyệt vời cho những cái dòng như vậy ha. Đây Yamaha HA5, gần như chắc em nghĩ thiết kế cũng y chang với to thôi, chỉ có thay đổi là thay đổi trên thương hiệu thôi đó. HA5 ha, của Yamaha đó. Rồi ok, một em HA5 của Yamaha, và trong đây đó là một em full box luôn, còn hộp ngoài hộp trong đầy đủ luôn. Cái này là của Panasonic ha, adapter nguồn zin 100V 12V DC adapter của nó. Ở bên đây vui ra cho anh em luôn, này bộ Panasonic RFKZ0088, cũng là hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Đây hướng dẫn cho anh em, đây nguồn vô từ ngõ in là từ đường, cái này là âm ly ở đầu thang ra, nó out qua âm ly ha, vô ngõ AUX của âm ly. Đây rõ ràng hơn, âm ly nè, AUX nè, phono nè, đầu đĩa thang nè, turban nè. Rồi ok, cục này ra, cục này thì có vẻ nó hơi nhỏ hơn những cái cục này một tí xíu của Yamaha với Victor một tí xíu, vì lý do nguồn nó sẽ làm nguồn rời cho mình rồi, nó tiện hơn. Đây Panasonic ha. Đây Panasonic made in chà băng ha. Thì anh em nào chơi đĩa thang thì chắc sẽ chắn sẽ biết những cái phono box như thế này. Thì này nó có in out đầy đủ và nó dùng nguồn DC ngoài, adapter ngoài ha. Cổng mát nè, in out. Và đây thì nó có luôn cái power nguồn. Được hơn bên kia là ngon hơn là có power nguồn ha. Mấy này còn lại không có power nguồn. Đó. Thì
giới thiệu với anh em qua 4 cục phono này. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng cái này cho nó ngon thì cứ alo cho em ha. Số điện thoại cũng như Zalo của em là 0908 217 658. Em Huy Vũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Đó, cái bộ này của cái bộ này sẽ lắp vô lại. Chơi cái này thì nó sẽ chuẩn hơn là những cái bộ của anh em mua những cái bộ thương hiệu mà chơi na rồi đó. Ngoài thì nó cũng hôm nay cũng 5-3 triệu một bộ rồi chứ không có rẻ đâu. Mình chơi đồ Nhật thì nó chắc cú hơn anh em ha. Sắp đầy đủ nè, một bộ nè. Bộ này là Yamaha nè. Bỏ vô. Hai lớp bọc ha. Đó. Gói dây nguồn vô nữa. Hơi bị có một tí xíu em sẽ bỏ vô sau. Giờ cứ để đây cho anh em. Rồi ok anh em có nhu cầu Zalo thì xin vui lòng liên hệ với em ha. Phono box đến từ Nhật nha. Chuyển đổi phono cho những cái âm ly không có ngõ của đĩa than, không có ngõ phono cho dùng cho đĩa than. Thì giải pháp tối ưu nhất của anh em là sử dụng những cái này hay và tiếng hay cũng rất ok ha. Ok, kính chào anh em có nhu cầu Zalo xin vui lòng liên hệ với em, số điện thoại 0908 217 658. Em Huy Vũng Tàu Zalo với anh em và xếp hàng toàn quốc. Rồi, trân trọng kính chào anh em.